Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh News 24 giờ, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những thông tin nóng hổi dành cho giới trẻ. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời các bạn cùng với mình cập nhật tin tức đáng chú ý nhất có trong ngày. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Love Singer thành MV thứ 9 của Blackpink chạm mốc lượt view khủng. Bội thực trước tổ hợp visual đỉnh nhất K-pop Red Velvet Blackpink ở lễ trao giải. Suzin chính thức bị đá văng ra khỏi bài hát mới của G-Idol vì scandal bắt nạt học đường. Thế này chẳng khác nào rời nhóm. Omega, Twice và Highlight rủ nhau công phá đường đua K-pop vào mùa hè này. Và sau đây là nội dung chi tiết. Love Seeker thành MV thứ 9 của Blackpink chạm mốc lượt view khủng. Sau màn comeback ấn tượng với full album đầu tay giữa album, các thành viên của Blackpink hiện đang tập trung cho các dự án và sản phẩm solo. Tuy là vậy, các sản phẩm của nhóm Blackpink vẫn được người hâm mộ chăm chỉ cày view và liên tiếp bỏ túi thành tích mới. Và mới đây nhất, MV Love Seeker của Blackpink đã chính thức đạt 400 triệu view. Cụ thể, vào ngày hôm nay 19 tháng 4, MV Love Seeker của Blackpink chính thức đạt 400 triệu view trên kênh YouTube của nhóm. MV được phát hành ngày 2 tháng 10 năm 2020. Điều này đồng nghĩa với việc Blackpink chỉ mất khoảng 6 tháng 16 ngày để có được thành tích đáng nể này. Ca khúc là bài hát chủ đề cho màn comeback lớn nhất của girl group nhà YG trong năm 2020 vừa qua, tạo được tiếng vang mạnh mẽ và đem về không ít thành tích quốc tế cho nhóm. Việc MV Love Seeker của Blackpink chính thức đạt 400 triệu view đã giúp nhóm nâng tổng số MV chạm mốc này lên con số 9. Xin chúc mừng thành tích mới này của Blackpink. Bội thực trước tổ hợp visual đỉnh nhất K-pop Red Velvet Blackpink ở lễ trao giải. Nếu phải tìm ra top những nhóm nữ đình đám nhất hiện giờ, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Blackpink và Red Velvet. Dù là kỳ phùng địch thủ trên đường đua K-pop, nhưng các cô gái Nhung Đỏ và Hắc Hường lại cực kỳ thân thiết với nhau ở ngoài đời. Bên cạnh tài năng và vị thế trong showbiz, thì hai nhóm nữ hàng đầu của nhà YG và SM còn vô cùng tương xứng về mặt ngoại hình. Mới đây, các fan đã đào lại khoảnh khắc gấp đôi visual cực đã mắt của Blackpink và Red Velvet tại lễ trao giải Gaon Chart Music Award 2019. 9 mỹ nhân nổi tiếng của K-pop cùng nhau đạo sắc hương trong một khung hình, tạo ra những dấu ấn khó quên. K-net ai cũng phải khen ngợi hết lời vì sự kết hợp nhan sắc, xuất sắc chưa từng có giữa hai nhóm nữ đình đám nhất hiện tại. Nếu như Blackpink trông sang chảnh và cá tính đúng chất IT girl, thì Red Velvet lại yêu kiều y hệt tiểu thư xuất thân quý tộc. Cả dàn mỹ nhân cười tươi rạng rỡ bên nhau tạo nên tiên cảnh hiếm có khó tìm. Quả là không hổ danh hai nhóm nữ nổi tiếng nhất hiện nay. Tài năng, khí chất đến nhan sắc của Red Velvet và Blackpink đều thuộc top đầu K-pop. Mỗi mỹ nhân trong tổ hợp Black Velvet lại làm rung động lòng người theo mỗi kiểu khác nhau. Jisoo với vẻ đẹp thanh thuần chuẩn hoa hậu, Irene đẹp hoàn hảo và siêu thực. Trong khi đó nàng IT girl Jennie sang chảnh, Lisa như búp bê, Rosé thanh lịch, tinh tế sẽ bổ trợ cho Seulgi cá tính, Wendy sắc sảo cùng Yeri dễ thương và Joy tươi sáng. Trước đây, các fan đã nhiều lần phát sốt trước những khoảnh khắc đọ sắc tương tác của Blackpink và Red Velvet. Ai ai cũng mong chờ được thấy tổ hợp Black Velvet sớm ngày hợp tác, tạo nên màn kết hợp nhan sắc tài năng có 102 này. Suzin chính thức bị đá văng khỏi bài hát mới của G-Idol sau scandal bắt nạt học đường. Thế này chẳng khác nào rời nhóm. Vào ngày 19 tháng 4, bài báo độc quyền của Hero Pop đưa tin G-Idol sắp tới sẽ phát hành một bài hát mới mang tên Last Dance. Cụ thể, ngay trong tháng 4 này, đây là bài hát đặc biệt dành cho nền tảng Fan Universe và nhóm đã hoàn thành việc thu âm ca khúc cũng như ghi hình MV từ tháng 2. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ khi mà Suzin gặp phải tranh cãi bắt nạt học đường vào tháng 3 và hiện tại đang phải tạm ngừng hoạt động. Nếu tiếp tục phát hành ca khúc này mà phải giữ lại part có Suzin góp mặt thì các bên sẽ đều gặp rắc rối. Vì scandal của Suzin mà G-Idol buộc phải thu âm lại bài hát này, ngoài ra còn phải chỉnh sửa ca khúc và MV để cắt hầu hết các part của nữ idol. Nền tảng Universe cũng xác nhận tin tức này khi cho biết rằng ca khúc chủ yếu sẽ chỉ thực hiện với đội hình 5 người. Tuy nhiên, vì mọi thứ vốn đã ghi hình và thu âm từ trước nên họ không thể làm tất cả lại từ đầu vì quá tốn kém và vì hợp đồng các bên liên quan, do đó họ chỉ có thể chỉnh sửa nhiều nhất trong khả năng mà thôi. Phía nền tảng Universe trả lời với truyền thông như sau. Last Dance, một bài hát mới của Universe Music đã được lên kế hoạch phát hành vào cuối tháng 4. Việc thu âm bài hát, quay MV và các nội dung bổ sung khác đã được hoàn thành vào tháng 2. Tuy nhiên, một số vấn đề liên quan đến Suzin đã xảy ra vào tháng 3 và G-Idol hiện đang hợp tác với tư cách là một nhóm 5 thành viên.
Universe đã thảo luận với QB Entertainment về phương án làm sao để tiếp tục phát hành và sản xuất bài hát vốn đã được hoàn tất sản xuất. Chúng tôi nhận thấy rằng sẽ rất khó để sản xuất nội dung hoàn toàn mới sau khi cân nhắc mối quan hệ hợp đồng với các nhà phân phối, đối tác và xét đến cả những thất thoát có thể đếm được và không thể đếm được khác. Hiện tại, Last Dance đã được sửa đổi các đoạn và lời bài hát. Và 5 thành viên của G-Idol đã chia part cũng như thu âm lại bài hát. Các nội dung bổ sung khác như hình ảnh và video sẽ được công bố với tư cách một đội nhóm 5 thành viên trong khả năng tốt nhất mà chúng tôi có thể làm. Cuối cùng, chúng tôi sẽ biên tập lại MV trước khi phát hành để giảm thiểu tối đa sự xuất hiện của Sujin vì quá trình này sẽ rất tốn kém và cần sự tham gia của các nhân viên sản xuất từ một số công ty đối tác. Universe sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để cung cấp nội dung tốt hơn đến với các bạn. Sau khi thông tin này được công bố, nhiều netizen cho rằng vụ việc của Sujin thật sự nghiêm trọng đến mức QB vẫn chưa thể giải quyết được và gây ảnh hưởng đến cả sản phẩm âm nhạc sắp phát hành của G-Idol. Ngay lập tức, Knet cho rằng việc đá văng Sujin khỏi bài hát mới của nhóm cũng chẳng khác nào hình thức rời nhóm. Vậy chi bằng công ty đừng tiếp tục cố chấp và giữ nữ idol này ở lại nữa. Không ít người chỉ trích Sujin vẫn chưa rời đi. Không những gây ảnh hưởng đến G-Idol mà còn gây tổn hại chi phí, thời gian và công sức với những công ty đối tác liên quan đến việc sản xuất bài hát mới lần này. Oh My Girl, Twice và Highlight rủ nhau công phá đường đua K-pop vào mùa hè. Ngày 19 tháng 4, công ty chủ quản của Oh My Girl là WM đã thông qua SNS của nhóm đăng tải hình ảnh teaser đầu tiên cho mini album thứ 8 Dear Oh My Girl tràn ngập sự tươi sáng. Kèm theo đó, thời gian comeback của các cô gái cũng có lịch trình cụ thể là vào ngày 10 tháng 5 sắp tới. Vừa dễ thương lại vô cùng ấn tượng, hình tượng chú gấu đứng trên quả địa cầu, bao quanh là các ngôi sao, tiểu hành tinh được tái hiện lại bằng màu nước biển, khiến fan thêm phần tò mò về concept lần này của nhóm. Đây cũng là lần đầu tiên mà Oh My Girl trở lại sân khấu trong năm nay. Sau thành công lớn đến từ hai bản hit Nonstop và Dolphin vào năm ngoái, nhóm mang về tận 8 chiếc cúp top 1 trên các chương trình âm nhạc nhờ vào hai sản phẩm này. Không chỉ vậy, Oh My Girl còn chứng minh được sức hút của mình bằng một loạt thành tích về lượng nghe nhạc số, cũng như giải thưởng tại các lễ trao giải cuối năm. Thêm một nhóm nhạc nữa tiếp tục xác nhận quay trở lại cho một dự án âm nhạc mới. Vừa qua, truyền thông đưa tin về sự quay trở lại của Twice vào tháng 6 năm nay. Được biết, các cô gái nhà JYP đang trong quá trình ghi hình MV tại đảo Jeju, cũng như chuẩn bị những bước cuối cùng để chính thức chào đón mùa hè năm nay bằng ca khúc mới tinh. JYP cũng chính thức lên tiếng xác nhận thông tin này. Đúng là Twice đang chuẩn bị mọi thứ cho mục tiêu comeback trong tháng 6. Hiện tại nhóm đang quay MV tại đảo Jeju. Dù vậy, vẫn chưa biết rõ Twice sẽ theo đuổi phong cách như thế nào. Song, nhìn vào thành công của hai sản phẩm mới nhất là I Can't Stop Me và Cry For Me, cũng đủ đoán được sự bùng nổ trong sản phẩm âm nhạc tiếp theo từ các cô gái nhà JYP. Mùa hè không chỉ là thiên đường comeback của các nhóm nữ, Highlight cũng tranh thủ lên lịch trở lại bằng một mini album mới mang tên The Blowing vào ngày 3 tháng 5 sắp tới. Đúng 0 giờ đêm ngày 19 tháng 4, Highlight quyết định đánh úp người hâm mộ bằng một video trailer xuất sắc với sắc xanh chủ đạo của biển. Đồng thời thông qua đó có thể thấy được những nét cuốn hút cá nhân của từng thành viên trong lần comeback này. Bầu không khí nhẹ nhàng nhưng đầy bí ẩn càng tăng thêm sự kích thích tò mò cho người xem. Đặc biệt đây cũng là lần đầu tiên mà các chàng trai của Highlight quay trở lại trong đội hình đầy đủ. Sau 3 năm 7 tháng kể từ ngày toàn bộ thành viên lên đường nhập ngũ. Trong thời gian sắp tới, Highlight dự kiến sẽ lần lượt công bố các nội dung liên quan đến album mới, bao gồm checklist, hình ảnh concept, bản xem trước album, v.v. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knew 24h. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ Knew 24h nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!